Xin giới thiệu đến các bác một chiếc cục dàn CD receiver Onkyo CRD2. Con này là dòng đời cao, vỏ của nó là full vỏ nhôm các nhé. Mặt thường thường những anh em chỉ có những con mặt nhôm thôi. Những con D2 này để bắt đầu nó sản xuất là má nhôm rồi. Đó nên là nhìn nó rất là chất nhá. Đó. Phía đằng trước này thì có phím nguồn này, bên trái này có nút nỗ cắm phone, đường in out bằng jack 3.5 và một đường selector input này, đánh direct này, chỉnh ấn nút chỉnh bass chép này. Đó, đây là cái phần để anh em tăng giảm ra vào đĩa này. Đó. Stop này, power này, volume tăng. Đó. Đó, má nhôm rất đẹp anh em nhé. Đây là phần đằng sau này. D2. Công suất là 80W nhé. Bên Malaysia. Rất nhiều cổng vào, có cổng giải mã này. Đó. Cọc bắp chuối nhá. Đánh hoa trưởng kháng từ 4 đến 16 ôm. Này thì anh em có thể chỉnh bass chép trực tiếp ở trên này hoặc là trên khiển đều được nhá anh em nhá. Đó, đây là mình tăng giảm theo ý muốn này. Đó, đây giảm bass đi này, âm này, âm 3 đến dương 3. Đó, và cái ấy cũng vậy, và cái phần chép cũng vậy các nhá. Đó. Tất cả thì mặt nhôm rất đẹp các nhá. Đó, mặt nhôm rất đẹp luôn. Dòng Nhật nội địa, điện 100V, công suất của nó là 80W các nhá. Máy size của nó 20. Đó, máy size 20, mặt nhôm. Đó, má nhôm rất là đẹp, như mới luôn nhá. Đó.
Chiếc này thì để cho quý vị là giá là 2.200.000 đồng. Anh em nào lấy khiển thì thêm 150.000 cộng nhá. Đó, giá em báo rõ ràng cho quý vị biết như thế. 2.200.000 đồng chiếc Zephyr D2 cộng nhá. Chạy CD tốt này, đặc biệt con này còn có cả giải mã chỉnh bát chép trực tiếp trên máy. Đó, một chiếc cục dàn mini đời cao, rất là đẹp nhá. Đó. Rồi quý vị có nhu cầu liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 cộng nhá.